Đồng nghiệp tiếc thương đưa tiễn TS, bác sĩ Nguyễn Hữu Phúc. Cuối tuần, TS, bác sĩ Nguyễn Hữu Phúc cùng nhóm bác sĩ nội trú du lịch đến Phan Thiết và xuống tắm biển thì gặp nạn ra đi giữa, tiếc thương của đồng nghiệp, bệnh nhân. Chiều nay mùng 4 tháng 7, linh cữu của TS bác sĩ Nguyễn Hữu Phúc, trưởng bộ môn tạo hình thẩm mỹ, phó trưởng bộ môn ung thư Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa tuyến vú Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, AMC, được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước khi người bác sĩ tài giỏi nhưng vặn số này được gia đình đưa về an táng tại Cần Giuộc, Long An. Linh cữu của bác sĩ Phúc được đưa đi ngang qua Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và cả bệnh nhân đã xếp hai hàng dài chào vĩnh biệt người thầy, người đồng môn, người bạn. Một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân và tài năng đang rực sáng nhưng lại sớm bỏ lại tất cả sau tai nạn đột ngột ở tuổi 49, rất nhiều y bác sĩ. Bệnh nhân đã khóc vì tiếc thương. Trên fanpage Facebook của AMC viết, anh là một bác sĩ phẫu thuật tài năng, là ân nhân, là niềm hy vọng của rất nhiều người bệnh ung thư, một trưởng khoa trách nhiệm, gần gũi, giản dị, luôn hết lòng vì đồng nghiệp, một người thầy giáo đáng kính, mẫu mực của nhiều thế hệ sinh viên, học viên, luôn mang đến những kiến thức mới, lôi cuốn. Anh luôn được yêu mến với lối trò chuyện dí dỏm, giản dị và chân tình. Có những cuộc mổ, anh làm cả ekip vì cười sảng khoái vì những câu chuyện hài hước. Anh luôn là một người bạn, người đồng nghiệp nhiệt tình, chu đáo. Nhiều đồng nghiệp, nhân viên trong bệnh viện cũng được anh phẫu thuật. Cuộc đời của anh thật đẹp, thật trọn vẹn tình yêu và cống hiến trong thời điểm đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng anh lại ra đi. Còn quá nhiều dự định phát triển chuyên môn chưa thể thực hiện, còn nhiều lớp sinh viên mong chờ đến giờ giảng của anh. Còn nhiều câu chuyện nghề chưa kể hết với các đồng nghiệp. Chia tay anh, người đồng nghiệp, người thầy thuốc đáng kính. MC sẽ luôn nhớ về anh với những hồi ức đẹp và lấp lánh nhất. Chiều mùng 1 tháng 7 cuối tuần, bác sĩ Phúc cùng một nhóm bác sĩ trẻ đến Phan Thiết, Bình Thuận, du lịch sau một tuần làm việc căng thẳng. Họ chọn bãi biển Đạ Ông Địa và bác sĩ Phúc cùng hai bác sĩ nội trú học trò xuống tắm, còn một bác sĩ khác ngồi trên bờ. Và trong lúc ba thầy trò đang tắm ở gần bờ thì một cơn sóng lớn bất ngờ ập vào kéo tất cả ra xa. Những người tắm biển và những người đang chơi lướt sóng gần đó đã mất rất nhiều thời gian và vất vả mới tiếp cận cả ba thầy trò đưa vào bờ. Tuy nhiên bác sĩ Phúc là người bị nặng nhất dù sau khi sơ cứu ở bệnh viện địa phương. Một xe cấp cứu được điều khẩn cấp đưa bác sĩ Phúc về bệnh viện nhà và AMC đã báo động đỏ, huy động nhân lực giỏi. Thiết bị tối tân nhất nhưng đến 0 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 7, bác sĩ Phúc đã không qua khỏi. Sau cái chết vô cùng đáng tiếc của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Phúc, nhiều người cho rằng bãi Đạ Ông Địa là bãi tắm lớn, mỗi chiều có hàng trăm du khách tắm biển. Tại đây đã thường xuyên xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, nhưng đến nay tại bãi tắm không hề thấy bóng dáng của nhân viên cứu hộ. Đặt một trạm cứu hộ tại bãi biển này có những thiết bị sơ cứu tối thiểu thì sẽ có rất nhiều người sẽ được cứu sống kịp thời và có trạm cứu hộ. Ở đây sẽ tạo thêm niềm tin cho du khách đến với Phan Thiết nhiều hơn thì tại sao không đặt, một du khách ở thành phố Hồ Chí Minh thắc mắc. Tối mùng 4 tháng 7, trao đổi với Pháp Luật Online, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, chủ tịch thành phố Phan Thiết cho biết, khu vực Đạ Ông Địa có đội cứu hộ, dây phao văng và biển cảnh báo. Chiều hôm đó, biển động, mọi người rất ít xuống biển. Ngay khi xảy ra sự việc, thành phố đã chỉ đạo rà soát, tăng cường thêm công tác cứu hộ, cứu nạn.